người hâm mộ bóng đá thế giới đã phát sốc khi chứng kiến hai siêu sao đương đại Neymar và Cristiano Ronaldo xuất hiện trong một đoạn quảng cáo khá kỳ quái. Khác với vẻ ngoài trên sân bóng, cả Ronaldo và Neymar đều cởi trần, mặc quần thể thao, lần lượt đối kháng với nhau trong môn quyền anh, đấu vật và bóng bàn. Người hâm mộ có dịp chứng kiến Ronaldo trong một diện mạo hoàn toàn lạ mắt. Siêu sao người Bồ Đào Nha lộ rõ những múi cơ bắp, đeo găng tay boxing trên võ đài. Theo giới truyền thông tiết lộ, đoạn video nhằm quảng bá cho thương hiệu MEO, mạng di động Bồ Đào Nha. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ kênh của mình nhé. Để mà cản phá được những pha bóng ảo ma Lazada của anh thì chú còn phải luyện tập thêm tầm 40-50 trận nữa. Chứ với cái trình này thì còn thủng lưới dài dài, non và xanh lắm. Ôi, xuất sắc mẹ luôn. Nhìn anh bây giờ ngầu cồi thế thôi chứ lúc mới vào nghề anh cũng vé lắm các em ạ. Xét về cái độ trẻ trâu thì anh số 2 làm gì còn ai số 1. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé. Úi xùi, bị lừa rồi bạn ơi. Nhanh lắm cơ, nghiện mà con ngại. Nhưng tôi thì tôi chỉ mê gái thôi bạn à. Bất ngờ luôn bây giờ, héo luôn bây giờ. Làm miếng nước cho mát mồm không anh em? Tới đê ngại gì? Biểu hiện của việc xem phi vụ triệu đô khoảng 180 phút. Tỉnh lại đi anh ơi, không thì không ai cứu được anh đâu. Ở đây không có quay kiết gì đâu nha. Chúng tôi rất là khó tính đấy. Cất cái camera vào đi. Ngày xưa mà không làm cầu thủ có khi anh debut làm idol khay bóp rồi đó mấy chú ạ. Tưởng đâu cuộc sống đỡ hoa, ai ngờ cuộc đời bế tắc, bạn phải trả bè, chỉ chờ để chơi đẻo nhau là nhanh. Ba cái đồ yêu, anh làm luôn trong một đống nhạc cho mấy chú biết thế nào là người chơi hệ cao thủ nha. Nó ở cái tâm chắc. Lỡ nhận booking quảng cáo nên anh cười cho nó happy hào hứng cái kiểu vậy thôi. Chứ mấy cái xe này ra nhà anh đầy rẫy mà. Rồi ghê chưa? Ghê chưa? Đứa nào không tin thì inbox anh đưa địa chỉ tới sờ tận tay, dây tận mắt luôn nha. Tầm nào thấy chán chơi bóng bằng chân thì anh chuyển qua chơi bóng bằng tay vẫn cứ là ok nha. Không trượt phát nào như này thì các cầu thủ bóng rổ lại có đối thủ đáng gờm đấy. Quá là điều bình thường luôn. Tình hình chắc là cà khịa anh em nhiều quá nên giờ bị đánh hội đồng đấy các bác ạ. À. Khổ thân, hồi đấy người như con mắm khô rồi còn bị ớt hiếp. Quá là su cà na luôn. Này nha, lớn rồi chứ phải trẻ mẫu giáo nữa đâu mà chơi cái trò tuột quần. Cũng may là cái quần trong của anh uy tín chứ không thì còn đâu là mặt mũi nữa. Minh chứng cho thấy Neymar chỉ nên đá bóng thôi. Đừng có ngứa nghề mà chuyển qua làm nhà tạo mẫu tóc. Có khi khách lại đấm cho chạy không kịp thì xui. Ai rồi cũng phải nhảy vũ điệu cồng chiên thôi. Nó không chỉ là một điệu nhảy mà là một hệ tư tưởng bà nó rồi. Vậy chứ mấy cái này cứ để các top cơ Việt Nam chỉ giáo. Bao chuẩn cơ mẹ nấu luôn. Gì đấy bạn ơi, bạn chơi kiểu này rồi ai chơi lại? Người trưởng thành mà còn chơi ba cái trò búng tay thế này thì sao em út nó nể được? Úi dồi bạn ơi, bạn đừng có cậy mình gầm cao mà đùa kiểu đấy nha. Chưa biết ai giòn hơn ai đâu, cứ phải tạo nét cơ. Anh em mình chơi chủ yếu giải trí mà sao bạn thích hơn thua thế chứ lị. Dở quá. Chơi kiểu đấy thì tình anh em có chắc bền lâu. đá bóng vào lưới là xưa rồi. Giờ đứa nào đá vào cột dọc thì sẽ được mấy móng còn lại gọi là đại ca. Úi xùi, cứ tưởng cái gì. Mấy chú cứ mở to mắt ra mà xem anh thể hiện. Mấy cái game dành cho trẻ con ấy mà. Đấy, thấy chưa? Trong một nốt nhạc. Kiếm trò gì mang tính thử thách cao hơn đê. Chân thành cảm ơn các anh em thiện lành đã ủng hộ những video của chúng tôi. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy nhấn like và đừng quên nút theo dõi nếu muốn xem thêm những video thú vị như thế này nha. Mãi yêu.